Chào các bạn, xin chào quý bà con. Thì hôm nay chúng tôi nêu ra một trong những cái trường hợp mà chúng ta không không nên làm tranh dán tường làm gì cả. Tốt nhất là không nên làm. Đấy. Thì đây là nhà của một cái bác khách hàng rất là tốt bụng. Mình làm bác ấy cho tiền bo rất là nhiều. Và bác ấy sửa lại một cái nhà cũ và dùng rất nhiều sơn cao cấp để sơn hết tất cả mọi cái không gian trong nhà. Nhưng có một điều bác ấy quên là bác ấy không sơn chống thấm cái không gian mà bác ấy dán tranh. Đấy. Thành ra khi mình dán tranh vào và một thời gian sau nó bị cái tình huống như thế này. Đấy. Thì chính vì vậy hôm nay mình làm cái clip này ấy, để khuyên mọi người chúng ta không nên làm tranh dán tường trong cái tình huống, trong cái trường hợp như này. Bởi vì khi chúng ta sửa nhà hoặc là khi chúng ta mới xây nhà một thời gian thôi mà nó hoàn toàn bị cái tình huống như thế này. Thì tranh của chúng tôi đấy là sử dụng công nghệ in UV trên lụa công nghiệp của Nhật Bản. Thành ra nếu chúng ta để trong điều kiện ngoài trời như thế này, nó vẫn còn ok. Hàng năm, 7 năm, hàng chục năm, nếu mà chúng ta có một cái bức tường không thấm. Vì cái công nghệ của chúng tôi khi làm tranh ngoài trời ấy, là chúng tôi sử dụng một cái công nghệ nó tương tự như công nghệ ép ảnh của chúng ta ngày xưa đấy. Tức là mặt lưng của bức tranh ấy, là một cái bức tường không thấm, đúng không? Chống thấm, đúng không? Bốn xung quanh là chúng ta đi keo silicon và ở phía ngoài đấy là chúng ta phủ bằng PU, bằng epoxy thì không thể nào mà bức tranh của chúng ta nó hỏng được. Đấy tại sao chúng tôi có thể làm ngoài trời thoải mái như vậy. Thế còn trong trường hợp này là những cái bức tường nó chống thấm, nó bị thấm như này thì chúng ta xem nó rất là kinh khủng như này. Đấy, nếu tường của các bạn bị cái tình huống như này thì các bạn tốt nhất là không nên làm nữa nha. Tôi xin nhắc lại là nếu tường của các bạn bị thấm, bị mốc như thế này là tuyệt đối nhá, tuyệt đối chúng ta không nên làm tranh dán tường nữa. Bởi vì tại sao rất là nhiều người yêu cầu chúng tôi làm những bức tường như này? Vì tường nó cũ này, khi chúng ta làm lại đấy thì họ vừa mất tiền làm chống thấm, vừa mất tiền làm sơn, cùng lắm là sơn lót đúng không, trước khi dán tranh đúng không? Cho nên là họ không muốn mất một lần nhiều tiền quá. Thứ hai nữa là họ cũng không có thời gian để mà làm đấy, chi phí rồi thời gian các kiểu, cho nên họ muốn dán đè một bức tranh lên như vậy để nhanh chóng mà lột xác cái không gian sống của họ. Nhưng họ không biết rằng là chống thấm ấy, nó là nguyên một cái mảng chống thấm ấy, nó là một cái mảng rất là tốn kém và người ta sử dụng những vật liệu cao cấp, những cái đội thợ chuyên nghiệp và cái chi phí cho cái việc chống thấm ấy là thường là rất là cao hơn việc chúng tôi dán tranh lên rất là nhiều. Cho nên nhiều người người ta muốn nhất cử lưỡng tiện, người ta muốn làm sao mà cái chi phí nó ít thôi mà thay đổi được không gian đi, làm cho không gian cũ và mốc thách như này trở thành một cái bức tranh đẹp. Thực sự là chúng ta không nên làm như vậy. Tranh dán tường ấy, nó có thể xử lý những bức tường cho các bạn nhá, nhưng không phải xử lý được cả những bức tường mà nó bị dầm nước như này nhá. Những bức tường nó bị dầm nước như này, bị thấm nặng như thế này thì chúng tôi khuyên bà con chúng ta không bao giờ nên dùng tranh dán tường để dán đè lên. Đấy. Những bức tường có thể bị nứt chéo, nứt ngang, chúng ta có thể làm được tranh dán tường. Thậm chí chúng tôi có thể xử lý cái vết nứt đấy trước khi chúng tôi làm tranh cho các bạn được. Nhưng mà cái thấm là một cái mà chúng tôi không thể làm được nha. Bởi vì là riêng cái mảng chống thấm ấy, nó đã là một mảng kinh doanh riêng rồi, là một mảng công nghệ riêng rồi. Đấy, đây tôi lấy một cái bức tường nứt như này nhá. Một bức tường nứt như này thường ở trong các cái vách ở trong nhà ngăn các cái phòng với nhau. Nếu chúng ta trong nhà hoặc ở phía những cái vách mà nó không bị thấm nhá, có bị những vết nứt như này thì chúng tôi hoàn toàn có thể dùng keo chúng tôi chét vào đó nhá, dùng bột chét vào đó và chúng tôi dán đè bức tranh lên rất là đẹp, không vấn đề gì hết. Nhưng nếu tường của chúng ta bị thấm, bị mục như thế này nhá, nói thẳng là thông thường ấy là bị mục luôn rồi đấy. Như nhà bác vừa nãy đấy thì bác cái cạo cái lớp bên ngoài đi, xong bác cái sơn đè lên đấy, sơn đè lên xong rồi là kêu mình đến dán tranh, thì mình đến dán tranh thấy sơn mới tinh có thấy vấn đề gì đâu, có thấy thấm thủng gì đâu, đúng không? Nhà người ta vừa sửa xong chả thấy gì cả, đến lúc dán lên về một thời gian vài tháng tao bảo anh ơi chết rồi. Và thế này nhá, tôi nhắn tin cho bác ấy, tôi bảo nhá, nếu bác lột bức tranh của em ra mà ấy, bức tường của bác không sao mà bức tranh của em hỏng ấy thì em làm cho bác bức mới. Đấy là uy tín của tôi, tranh 3D Vũng Tàu làm gần 10 năm nay rồi, không bao giờ thay đổi nhá. Trước khi làm cho khách hàng thậm chí không cầm một đồng tiền đặt cọc nào,
có thể làm một cái đơn hàng vài chục triệu. Cho nên là đấy, những cái lời khuyên chân thực của chúng tôi, khi cái bức tường nó bị thấm nước nặng như thế này thì các bạn không nên, các bạn không, tuyệt đối không nên chúng ta dán đèn vào bức tranh lên nhé. Mặc dù vật liệu dán tranh bây giờ có những vật liệu của Hàn Quốc, của Nhật Bản rất là tốt, chịu đựng thời tiết, chịu đựng hóa chất các kiểu rất là tuyệt vời, nhưng mà nó thấm ngược ra chúng ta không thể làm được nhé.